Thì nó có hai cái mảng khi đấy hút được rất nhiều tiền. Là cái mảng thứ nhất là con Aikido này. Ngày xưa mình mua một cái xe bán tải và mua trả góp, thì sau 3 năm mình thanh toán hết cái tiền trả góp là tất cả lại tiền phối của Aikido. Thế nên là thời điểm mà đỉnh cao nhất là có khoảng tầm tầm gần 50 con cái. Lang thang ở Hà Tĩnh đây, hôm nay đến Hà Tĩnh lại có một chị dẫn mình vào tham quan chỗ trại chó của chị. Đây, biển 3738 Hà Tĩnh và Nghệ An đây. Nhân cái chuyến công tác này của mình ở Hà Tĩnh thì mình có đăng lên ở trên fanpage Nhân Tắc TV, thì có một số người cũng liên hệ. Chị này thì có một trại chó sinh sản về Malinois. Chị bảo là nhà chị cũng đang ở Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Thì mình tiện thể mình vào đây mình tham quan luôn. Hai sẽ đến đây rồi. Vâng. Nắng gió miền Trung đây, nắng gió miền Trung. Thôi bọn em cũng để xe đây xong bọn em tham quan một tí đó chị ạ. Không, để cho vào. À vâng. Anh nhà hôm nay đi ấy à? Đi ra Nghi Xuân à? Đấy, phải có ba chỗ, phải có ba chỗ. Thế này là nhà mình là hộ thì chỉ là nuôi cá thể đúng không chị? Malinois. Dòng này là dòng đu rông. Dòng này là dòng đu rông. Chồng của chị là người phụ trách nuôi đàn này. Mình là nuôi gọi như là nuôi sinh sản cho anh Lê Công Hà không chị? Được bao nhiêu năm rồi? Mình cộng tác với ở Lê Công Hà được bao nhiêu năm rồi? Cũng nhiều năm rồi. Nhiều năm. Cộng tác với anh nhiều năm lắm. À, đây. Quay lại thì cứ phải chị đeo cái mic này, đeo cái mic này chết đứa nói không, không không quay má. Đây, đeo cái mic này vào. Rồi. À, xin giới thiệu mọi người, đây là hai chồng chị đang cộng tác kinh doanh ở chỗ khu vực Hà Tĩnh với cả một cái người mà rất là nổi tiếng bởi dòng chó Malinois ở Hà Tĩnh. Khi mà nhắc đến Malinois ở khu vực miền Trung của Hà Tĩnh thì sẽ nhắc đến anh Lê Công Hà, anh Lê Phan. Đấy. Hôm nay thì mình có cái dịp đến đây. Đây là một cái chỗ trại chó nuôi sinh sản của anh thôi. Đây là hình như em nhìn thấy là khoảng tầm 2 đàn à? Một đàn. Một đàn 12 con. Đu rông. Đu rông. Thì cũng hợp tác kinh doanh được cũng lâu lâu rồi hả? Cũng lâu rồi. Lâu rồi. Tầm 4-5 năm rồi đấy. 4-5 năm. Cái đợt mà nhiều nhất là chị nuôi được bao nhiêu chó cho anh hả? Đợt nhiều nhất cả chó to, cả chó chó to. Chó to cả chó nhỏ này thì khoảng tầm khoảng 50 con như đấy. 50 con. Ồ, cao điểm nha. Đúng không? Cao điểm đúng không? Vâng ạ. Thế còn cái đợt này khoảng tầm 1-2 năm trở lại đây thì kinh tế nó khó khăn rồi đúng Covid rồi. Thì sao? Covid thì sao? Tầm độ khoảng cả to cả nhỏ khoảng tầm 20 con đấy. À, 20 con đấy. Thì chó to là bao nhiêu? Đây là bọn choai choai rồi đây đúng không? Đây là bọn choai, con bọn to đây khoảng tầm 5-6 con. Ừ. 5 con sinh sản với 1 con chó đực. 5 con sinh sản và 1 con chó đực. Đâu, ừ. Em chị dẫn cho em ra. Đây. Đây, đây có một đàn đóng nữa. Phố Châu Hương Sơn. Đây là con đi được anh em mách nước cho đến là... tham quan đến đi giao lưu với anh em thì cũng đây là có mango, cái để quay đây và giới thiệu cho mọi người. Đây con à, đây con đực hả? Mango à? Ừ. Mango là bao nhiêu năm tuổi vậy chị? Biết không? 6 năm rồi. 6 năm tuổi. 6 tuổi rồi đấy. 6 tuổi rồi. Ấy mõm bạc hết rồi kìa, đúng không? Dạ mõm bạc hết rồi đây. Ừ. Đây là chú chó. Thì cái con này là cũng do anh Hà đấy à chuyển đúng cho rồi, à? Đúng rồi. Đấy, mõm bạc. Dòng này là dòng Mexico, anh Hà là chuyên Mexico đúng không? Đúng rồi. Anh Hà chuyên Mexico. Đây con. Con này sinh sản được mấy lứa mà lứa nào cũng là đạt chuẩn ạ. Ừ. Con Zozo. Zozo. Bây hiện tại mà mình nuôi sinh sản ra thì là kiểu như là có làm giấy tờ không? Có chứ, có giấy tờ vẫn chứ. Đầy đủ giấy tờ. Giấy chứ, tờ đầy đủ giấy tờ, có tiêm chủng đầy đủ chứ. Ừ. Mình có
Bình thường là chó con như thế kia là ở đây là chị đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày tuổi thì xuất đàn? À, khoảng tầm độ khoảng 2 đến 3 tháng là mình sẽ đưa vào trại chính ở trong Hà Tĩnh ấy. À, trại chính của anh Hà đấy hả? Anh Hà, để anh Hà, để Hà với Thảo huấn luyện. Và đấy. Nên là xuất. Và đấy thì cũng hôm nay là em đi công tác từ Hà Nội vào đây. Và đây là 4 giờ sáng cũng đã đi làm việc xong xuôi và cũng đã liên hệ với anh em. Trừ những cái công việc cá nhân của mình ra thì cũng sẽ đi quay những cái chương trình để cho anh em yêu chó trên toàn quốc được biết. Thì đây là một trại nuôi sinh sản chỗ anh Hà, Lê Công Hà. Có nick Lê Phan là một cái người mà rất là nổi tiếng. Vợ là chị Thảo cũng là huấn luyện chó rất là giỏi luôn. Đấy. Nhắc đến anh Hà là có một cái quá khứ về kinh doanh chó Malinois Durong rất là nổi tiếng luôn. Và như chia sẻ của chị ở đây thì có thời điểm mà ở trại này thì cả lớn cả bé là 50 con. Nhắc về cái vấn đề là kinh doanh về sinh sản, về bán chó thì anh Hà ở khu vực Hà Tĩnh, miền Trung này là số 1 rồi. Số 1 đấy. Nhận là số 2 thì không ai là số 1 cả, đúng không? Đúng. Nhận là số 2 thì không ai số 1 cả. 1-2 năm trở lại đây thì Malinois sinh sản rất là nhiều, cạnh tranh rất là gay gắt giữa là các vùng miền và các chủ trại. Giá chó cũng bị giảm đi rất là nhiều đúng không nhỉ? Vâng. Giá chó bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái suy thoái kinh tế này và Covid này cũng làm cho cái ngành chó nói chung và Malinois nói riêng bị giảm sút rất là nhiều. Nhiều những anh em mà mình quay trại ngoài kia là bây giờ đã chuyển đổi cái mô hình rồi. Đúng rồi. À, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mà mình vào Hà Tĩnh mà ở đây lâu công tác này mà mình cũng thấy là còn có rất nhiều. Đây là một trại thôi, một trại ở chỗ mô hình nuôi sinh sản cho anh Hà. Chiều nay nếu mà mình xong việc ở đây thì mình sẽ lên thành phố Hà Tĩnh để mà gặp anh Hà, hai anh em giao lưu và chia sẻ những câu chuyện về chó cho mọi người xem. Rồi ok, cảm ơn chị nhá. Rồi. Và tomorrow. Sau khi từ Hương Sơn trở về thì chúng tôi đã có mặt tại thành phố Hà Tĩnh và trên hình ảnh của chúng ta là một người rất nổi tiếng trong cái giới chó Malinois, nhất là cái khu vực miền Trung. Ok, xin chào Nhâm Tuất TV nhá. Mình chào khán giả. Mình là Lê Công Hà, biệt danh là Lê Phan. Anh em hay gọi như thế là bởi vì từ khi mà chơi vào con Malinois ấy, từ hồi 2014, 2015 thì khi đấy bắt đầu chơi và huấn luyện con Malinois thì khi đấy phong trào bắt đầu, những người đầu tiên biết đến Malinois và cùng chơi với nhau xây dựng nên cái phong trào và một thời gian nó trở nên đỉnh cao. Hầu như tất cả những ai thích huấn luyện đều nuôi Malinois, đều chọn con Malinois để huấn luyện. Thích cả chó đấy. Tây nữa. Thích chó Tây đều vì... thích con Malinois. Đúng rồi. Thì mình cũng là một trong những người tham gia vào cái phong trào đấy. Và mình khi thấy được cái phong trào nó lên thì cũng xây dựng được một cái thương hiệu là chó bảo vệ. Khi xây dựng thương hiệu chó bảo vệ, mình cũng đã nhân ra được rất nhiều cái mảng từ huấn luyện, có trại riêng, huấn luyện riêng, có trại sinh sản riêng. Và thậm chí mình xây dựng rất nhiều cái kênh vệ tinh sinh sản. Và cái thời điểm đỉnh cao của Malinois là gì? Là bất kỳ một đàn chó nào nhân nuôi ra cả ấy, lập tức có những người đặt cọc từ đầu. Đấy, ví dụ như một đàn chó 10 con nhé, là xếp hàng số từng số 1 là số 1, chọn đầu thì như nào, số 2 như nào, 3 như nào. Thì nói luôn là mình là một người kinh doanh, mình làm nhiều cái mảng. Trong đó có những cái mảng đầu tư, cái mảng về sân cỏ nhân tạo, thể thao ấy. Đấy, và mình kèm thêm cái mảng này, làm thêm cái mảng trang trại. Thì khi đỉnh cao thì mình cũng đầu tư rất là ác chiến. Đấy, nhưng mà đến khi mà 2019-2020 bắt đầu cái đại dịch Covid đến ấy, thì bắt đầu phong trào nó cũng giảm dần. Và đến cái giai đoạn bây giờ, đó nhá. 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 Xịt. Đấy, trên hình ảnh chúng ta là một chú chó khá là nhiều tuổi rồi. Thì nhân tiện đây thì cũng nhờ Hà chia sẻ thông tin về chú chó này cho mọi người được biết. Ở đây là Aikido. Aikido thì tất cả những người mà đã đam mê về Malinois từ ngày xưa ấy, thời kỳ đầu ấy, nhất là những người thích dòng chó bảo vệ. Có nghĩa là nó phân ra dòng chơi thể thao và dòng chơi bảo vệ. Đấy, dòng trưởng gọi là chó dòng to ấy, Maxi. Đấy thì hầu như đều biết đến Aikido. Aikido.
Tức là cái tên đấy là nhắc đến thì chắc chắn là anh em mà yêu thích giống chó Malinois mà cách đây khoảng tầm 5 năm, 10 năm đều biết đấy. Đây là một chú chó huyền thoại. Thì mình cũng sẽ xin ông chủ là bạn Hà sẽ gửi cho mình những cái hình ảnh từ ngày xưa, từ thời kỳ đỉnh cao chú chó này. Không okay. ai là không biết đúng không? Đúng rồi. Và tiếp tục cái câu chuyện đi. Là một người mà vừa nuôi Malinois kể cả mặt huấn luyện này và mảng kinh doanh. Và cũng được biết là bây giờ cái công việc hiện tại của bạn Hà là công việc đầu tư. Thì bạn sẽ cho mình và khán giả biết được những cái gọi như là một cái góc nhìn về tình hình của cái kinh doanh Malinois và cái con giống Malinois từ năm 2019 đến nay nó có ảnh hưởng gì không? Thì nhờ Hà sẽ chia sẻ cho mình và anh em. Vâng. Tất cả những cái gì mà dịch đến phong trào ấy thì đều là nó có cái sự phát triển theo kiểu là hình sin. Có nghĩa là khi thời điểm phong trào nó đã lên cao rồi và nó rớt xuống cộng thêm cái đại dịch vừa rồi ấy, thì nó cũng rất là thảm họa. Hầu như tất cả các trại, kể cả trại mình cũng đóng cửa. Đấy, gần như đóng cửa. Nhưng mà mình thì đang có một cái mảng nữa là mình cho anh em nuôi sinh sản. Vì nuôi sinh sản thì vẫn đang nhân nuôi con chó cái nó vẫn sinh sản, con chó đực nó vẫn phổi giống. Thế nên là vì thế nên là mình vẫn duy trì ở cái khía cạnh là nó mức vừa phải cho vợ vẫn chăm sóc những con chó mà đã nhân nuôi ra. Đấy, và bán cho một số khách hàng, mà bởi vì cái lượng khách hàng từ ngày xưa nó cũng nhiều ấy. Người ta biết đến mình nhiều qua kênh chó bổ về. Đấy, thì sau đấy thì là bán lại để duy trì cái phát triển cho các cái trại vệ tinh. Còn cái trại chính của mình, trại huấn luyện hoặc là cái trại sinh sản thì mình đóng cửa hoàn toàn là bởi vì không thoát khỏi được cái xu thế. Nó quá kinh khủng ở chỗ là ngoài cái đại dịch ra ấy, sau này nó suy thoái kinh tế thì gần như dân ít có tiền. Những con chó 10, 15 triệu trở lên là rất là khó. Hiếm gặp khách đúng không? Hiếm gặp khách. Có nghĩa là cái lượng khách không chỉ là cái dòng thấp mà kể cả cái dòng cao, kể cả cái dòng đều thấp hoàn toàn và gần như cắt đứt hoàn toàn cái mạch kinh doanh của những người nuôi chó. Thì như vợ chồng mình là bởi vì mình làm kinh doanh riêng, mình có nhiều mảng. Thế nên là còn cái mảng này nó đỡ mảng kia thì không sao. Chứ có nhiều người mình bàn của mình thấy là người ta nghỉ luôn, cuối cùng là không có nghề nữa. Nó cũng vất vả. Nếu còn... mà chỉ có một nghề mà kinh doanh chó cảnh mà đầu tư tất cả cái vốn liếng tiền bạc công sức vào mà bây giờ là không bán được, không kinh doanh được thì chuyển đổi nghề nghiệp là một cái hình thức rất là khó khăn. Rất là khó khăn. Kể cả mình đây cũng thế, có một cái giai đoạn nó cũng khá là vất vả. Bởi vì sao? Bởi vì con chó mà không bán ra được ấy thì mình phải hạn chế cái việc nhân nuôi. Đấy, bởi vì tốc độ con chó sinh sản nếu như mình chăm tốt thì nó ra kinh khủng lắm. Đấy, nhưng bán không được thì rõ ràng là nó sẽ ùn ứ nó nguy hiểm. Mình có một người anh cũng ùn ứ theo kiểu là cả đàn chó nó to đùng luôn, rất là nguy hiểm. Mình bảo thôi không bán thì thà là cũng cho tăng đi nó còn hơn là đấy. Nhưng mà may mắn được cái là đến bây giờ ấy thì mình vẫn đang có công việc riêng, cộng với là mình vẫn có điều kiện nuôi bọn này theo kiểu là bởi vì nó là công thần mà nó sống với mình, bây giờ nó là gia đình. Aikido là bây giờ là khoảng tầm được trên 10 tuổi rồi nhỉ? Bây giờ nếu chính xác là gần 11 tuổi. Gần 11 tuổi. Đấy, và sẽ giữ lại luôn, sẽ giữ lại đến khi nào mà hết gọi như là công hiến đúng không? Cũng may mắn là gia đình mình gần như tất cả đều hướng nó là một thành viên trong gia đình. Đấy, vì thế là tại sao mọi người bảo là tại sao mình không bỏ đứt chó má này đi về chó này. Nhưng mà nó là gia đình rồi thì mình không bỏ ở chỗ là mình vẫn nuôi. Còn kinh doanh mình hạn chế lại. Đấy, tập trung vào cái mảng gì mình đang kiếm tiền được nhiều nhất. Tức là sẽ tập trung vào mảng kinh tế, mảng khác. Còn đúng chó rồi. Này sẽ là duy trì. Chơi, chơi. Duy trì. Đấy. Và hỗ trợ những anh em đang nuôi sinh sản. Tức là hỗ trợ những cái anh em cũ, giống như cái đoạn đầu video mình đến thăm một cái gia đình là anh Vinh. Đúng ở chỗ Hương Sơn, Hà Tĩnh đúng không? Ngoài thì ra thì ở Tân Kỳ. Đấy, anh em ở Tân Kỳ cũng đang nuôi. Rồi một số anh em nữa. Đấy, thì mình cũng tin chắc rằng cái phong trào dần dần ấy, nếu như mà anh em huấn luyện vẫn đang giữ được cái phong độ huấn luyện, cả cái trại huấn luyện vẫn đang làm tốt, thì mình tin chắc là một ngày nào đó Malinois nó sẽ quay lại ở cái khía cạnh có thể nó không được như ngày xưa, nhưng mà cái lượng người chơi nó sẽ ổn định hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thực sự ấy, với bất kỳ một xã hội nào
và kể cả Việt Nam mình, thì cái việc con chó canh giữ bảo vệ gia đình hoặc là luôn luôn ở bên cạnh giống như một người bạn thì đều là rất là cần. Đúng rồi. Đấy. Và đến bây giờ mình cũng có nghĩa là thường xuyên nói chuyện với rất nhiều anh em, người ta vẫn nuôi theo kiểu là để nó ở bên như một cái vệ sĩ. Đấy. À, đây là anh em mình sẽ gọi như là ôn nghèo kể khổ một tí và quay lại cái quá khứ một cái. Thì vì đây là lần đầu tiên mình và Hà cũng đã biết nhau cũng rất nhiều năm rồi, cũng biết nhau từ những cái lúc mà mới gặp Hà em. Và gặp những anh em cùng với Hà là cái hôm mà ra mắt cái Trúc Sơn Trang. Trúc Sơn Trang. Tức là cũng gần 10 năm rồi. Ừ. Lúc đấy là mình còn đang đi làm công chức, mình bỏ chó. Hôm đấy là mình đi theo cùng anh em để đi tham gia một cái buổi gọi là buổi event. Đấy, thì Hà có thể chia sẻ cho mọi người được biết là thời kỳ đỉnh cao nhất là trại của Hà là bao nhiêu con giống từ to đến nhỏ. Và có những cái tháng mà đỉnh cao nhất thì có thể xuất bán ra thị trường là bao nhiêu con để anh em khán giả có thể biết được. Thực ra là nói như này cho dễ hiểu này. Thì nó có hai cái mảng khi đợi hút được rất nhiều tiền. Là cái mảng thứ nhất là con Naikodo này. Vì nó hút được rất nhiều người anh em yêu thích. Cho nên là cái phần phối giống, nhân giống ấy, thì mình chỉ nói đơn giản là ngày xưa mình mua một cái xe bán tải và mua trả góp. Thì sau 3 năm mình thanh toán hết cái tiền trả góp, là tất cả lấy tiền phối của Naikodo để trả. Là cái điều đầu tiên. Riêng tiền phối. Riêng tiền phối. Là được một con xe bán tải. Đấy. Thì còn cái vận mảng thứ hai ấy là nhân rộng sinh sản. Bởi vì thực ra là nhân rộng thì bọn mình làm rất kỹ. Nhân rộng rất kỹ, tuyển tròn rất kỹ từ con cái đến cái việc là chăm sóc. Thế nên là thời điểm mà đỉnh cao nhất có khoảng tầm gần 50 con cái. Cả tài chính của mình và cả vệ tinh. Đấy. Và chó con thì bạn cứ biết là một con chó một năm nó chỉ sinh một lửa thôi. Một lứa trung bình Malinois 10 con. Mà với lượng như thế bạn lúc nào cũng chạy hàng. Đấy. Không có hàng để mà bán ấy, gọi là không có hàng. Có nghĩa là cứ theo phong cách là đặt chỗ là ví dụ như một đàn 10 con, mấy con cái mấy con đực, thì cứ anh tròn đầu đặt số 1, anh tròn thứ 2, số 3, số 4 theo tầm giá. Như thế. Và khi đủ 3 tháng, hơn 3 tháng tiêm đủ 3 mũi thì khi đấy mới xuất. Có nghĩa là mình là cái thằng đầu têu đưa ra cái vấn đề là tiêm 3 mũi xong rồi mới xuất. Bởi vì sau khi tiêm 3 mũi con chó nó đủ to, đủ lớn. Thứ hai nữa là mình có mớm lành cho nó, mình điều hướng cho nó. Đấy. Thì thực ra là cái này nó cũng là một cái đặc điểm riêng. Và con chó khi ra thì người nhận nuôi người ta cảm thấy rất là ok, bởi yên tâm. Giải quyết được cái việc là thứ nhất là phòng bệnh tốt, thứ hai nữa là con chó nó được mớm lành về rất dễ dàng. Đấy. Là một cái người mà đi theo phong trào từ những cái năm đầu tiên, thì đến năm nay thì nhìn thấy phong trào như thế, nhìn thấy con Malinois như thế, thì Hà có cái cảm nhận cá nhân à? Đây là anh em mình đang nói là cái cảm nhận cá nhân, đúng không? Mình có cảm nhận cá nhân của mình, Hà có cảm nhận cá nhân của Hà, và đây là chia sẻ cho mọi người được biết. Có những người đồng cảm với mình và cũng có những người không đồng cảm với mình, nhưng mà đây là cảm nhận của cá nhân tôi được quyền nói ra. Thì Hà có cái cảm nghĩ, cảm nhận nào thì cứ chia sẻ cho mọi người. Thực ra là bản thân mình thì mình có những cái công việc nó sẽ là ưu tiên hơn. Nhưng mà với những người mà đang nuôi hoặc là những người đang huấn luyện về con Malinois, thì mình nghĩ là bắt đầu từ năm sau trở đi sẽ là cơ hội cho những người như thế. Bởi vì thực ra ấy, cái gì nó cũng thế, khi đã xuống đến cái mức không thể xuống được nữa thì nó bắt đầu nó sẽ phát triển lên. Kinh tế cũng thế, suy thoái rồi bắt đầu dần dần nó sẽ nhích lên. Phục và hồi. Nhu cầu của con người càng ngày nó càng lớn, nhất là anh em tổ chức các cái giải thi đấu hoặc là các cái đấy, như mình đang theo dõi là có cả những cái giải PSA rồi là PSA, cái, PSA thì là mình đấy. Vừa mới vào Sài Gòn mình quay, còn ở Hà Nội là đấy. Có IGP, hai giải thi đấu đều rất là thành công. Thì những cái đấy nó sẽ dần dần nó kích thích lại phong trào, và phong trào nó sẽ lên dần và những cái người đang duy trì được hoặc là sắp tới những người sẽ nhảy vào tiếp sẽ có thể khôi phục lại được cái sân chơi. Đấy, và mình tin chắc rằng là sân Malinois rồi một ngày nó sẽ lại cứ vui vẻ như ngày xưa.
đấy, sẽ rất nhiều người mới, sẽ rất nhiều cái cấp độ mới đấy. Và mình cũng mong là sẽ những cái ngày đấy sẽ cũng sẽ được thăm thú anh em, cũng sẽ được vui vẻ anh em để hàn huyên để tức là cũng có thể là bây giờ là đấy, thì cái câu chuyện của Hà chia sẻ là bây giờ cũng có những cái dự án mới, có những cái công việc mới rồi, còn cái này chỉ là duy trì và gọi là bà xã sẽ phụ trách đúng không? Thi thoảng có những cái đàn chó nào mà chất lượng ok thì sẽ bán ra ngoài thị trường, còn bây giờ Hà là phụ trách những cái công việc đầu tư khác ở tại miền Trung, tại tỉnh Hà Tĩnh. Đấy, còn cũng rất là mong muốn là anh em nuôi sinh sản hay nuôi huấn luyện thì càng ngày càng phát triển để anh em có một cái sân chơi. Đấy, thì cái gì cũng thế thôi, là khi mà nó xuống đến đáy rồi thì nó sẽ phải bật lên. Và ai sẽ là cái người mà duy trì cuối cùng, ai là người sống sót cuối cùng ở sau cái cuộc đại dịch đấy thì sẽ là người mà gọi như là chiến thắng. Đúng không? Ok, okay, thế rất là cảm ơn Hà. Hôm nay thì nhân dịp mà mình xuống Hà Tĩnh, mình làm được một số các chương trình ở Hà Tĩnh, giải quyết những cái công việc cá nhân của mình, và đến đây anh em mình cùng chia sẻ để cho anh em khán giả xem kênh có nuôi Malinois hay không, hay là những trại nuôi Malinois thì có một cái góc nhìn thôi. Anh em mình không thể nào mà nói được là cả cái giới Malinois. Còn đây là góc nhìn của gọi như là ông Nhân Tốt TV và ông Hà, ông Lê Phan tại Hà Tĩnh nói chuyện phía với nhau, đúng không? Còn là anh em nào mà cảm thấy đúng, cảm thấy sai thì nghe. Còn nếu như mà không vừa lòng anh em thì anh em cũng bỏ qua cho, đúng không? Ok. Ok. Rồi, cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn và chào mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Okay.